Xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là mình đang cần, đây là bên cái gương của dòng xe Mitsubishi Outrage. Gương này là gương hàng thanh lý, hàng gương của mình thanh lý gương này. Và nó còn mới được khoảng 95 đến 97%, gần như mới luôn. Nhưng giá thành thì rẻ giật mình luôn, nó rẻ đi so với cái gương kia nó khoảng một nửa. Cái gương mới 100% rẻ một nửa. Đấy thì cái gương này, gương mình đang cần thanh lý cái gương này. Đấy, các bạn nhìn đấy, toàn bộ đấy, gương mình sẽ đang cần thanh lý gương của dòng xe Mitsubishi Outrage. Thì cái gương này có một lợi thế là gì, các bạn mua nó sẽ bao gồm luôn cả cụm chân gương này, thân gương này, ốp gương này, đèn xi nhan gương, hàng xịn chính hãng. Các bạn nhìn nhé, hàng xịn chính hãng thì trên cái gương này Ecoki này, hàng xịn chính hãng luôn, trên cái đèn xi nhan gương này, hàng chuẩn xịn chính hãng, tất cả đều chuẩn xịn chính hãng 100%. Đấy, nhưng mình thanh lý, mình để lâu ở trên kho thì nó bị xước sát một chút thôi. Cái này nó xước sát một tí thì các bạn về các bạn có thể sơn sửa lại, không vấn đề gì cả. Đấy, còn tất cả ốp biết các thứ hàng mới 95 đến 96-97%. Đấy, hàng này gương mình thanh lý gương. Đấy, thì trong quá trình khi mà các bạn lưu thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường mà chúng ta va quệt, đâm va đấy, mà bị gãy vỡ mất cái gương này, và lúc đó cần phải thay thế. Vậy thì phương án nào tốt nhất thì chúng ta, nếu mà trong trường hợp mà anh em không quá gọi là, có một số anh em thì thích cái gì của tôi cũng phải mới 100% thì mình không nói. Nhưng có những cái, ví dụ như những cái gương như thế này chẳng hạn, mình chia sẻ rất thật, gương của mình như thế này, gương các bạn nhìn nó mới như thế này, mới 95-96%, giá thành thì rẻ giật mình, rẻ hơn rất nhiều so với các bạn mua gương mới 100%. Thì cái gương này thì nó về từng lô đó, thì mình thi thoảng mình có từng đợt, ví dụ kho của mình thì mình thanh lý từng đợt. Đấy thì khi mình thanh lý này thì giá các bạn thanh lý thì rẻ như cho luôn, bao gồm có cả chân gương, thân gương, ốp gương, mặt gương, đèn xi nhan gương, lắp cả bột phát là ăn ngay cả cụm luôn. Còn riêng cái ốp này các bạn nhé, cái ốp này của mình đang là màu đỏ, nhưng các bạn màu cam hay màu gì, màu bạc, màu gì đấy thì các bạn về tháo cái ốp này ra, sơn lại theo cái màu xe của chúng ta. Nó chỉ mất khoảng 20-30 nghìn tiền sơn thôi là các bạn có thể là đảm bảo là theo gương theo xe luôn. Đấy, bao gồm cả cụm luôn nhé, ấy của dòng xe Mitsubishi Outrage và Mirage. Như vậy anh em mà nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn.